Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên Channel Shonen Nation. Xin chào anh em, tuần này là tuần lễ vàng bên Nhật nên chuyện nghỉ. Và như mình đã dự đoán về bản spoiler về chap 1048 trước đó thì đúng như là dự tính, người kết liễu tên Orochi không ai khác chính là Denjiro. Và Denjiro đã hoàn thành sứ mệnh sau 20 năm làm gián điệp. Tuy nhiên thì chuyện mới dò dỉ ra một chút thông tin cực kỳ nhỏ, nên chúng ta hãy cùng xem qua một chút trước khi những tiết lộ đầu tiên được ra mắt nhé. Nếu như các bạn còn nhớ thì mình đã dự đoán một chút về hai bóng đen đột nhập vào thị trấn Sicula. Trong câu chuyện Bill One Piece 1037 cho thấy Ichiji, Judge và Reiju đã trốn thoát khỏi đảo bánh. Mặc dù vậy ở bìa chuyện sau đó cho thấy Niji và Yonji bị bắt. Chính vì vậy khả năng đơn giản nhất mà chúng ta có thể nghĩ tới là hai vị khách bí ẩn, các thành viên gia đình Vinsmoke đã trở lại đảo bánh để cứu Niji và Yonji sau khi Big Mom đi đến Wano. Ngoài Ichiji mình dự đoán đúng ra thì bóng đen còn lại là Reiju chứ không phải là Judge. Vậy là Ichiji và Reiju quyết định quay trở lại đảo bánh để cứu hai đứa em của mình. Và nếu như cuộc đột kích này thành công thì gia đình Germa hoàn toàn sẽ được giải thoát và sống sót sau trận đại chiến ở đảo bánh và giúp đỡ Rufi. Vậy là thông qua trang bìa của những chap gần đây mà chúng ta đã biết được rõ hơn về tình hình của gia đình Vinsmoke. Thông tin tiếp theo được dò dỉ đó là một đoạn hồi tưởng cực kỳ nhỏ nhưng lại không nói rõ là của ai. Theo mình nghĩ thì khả năng cao đoạn hồi tưởng đó sẽ là của Kaido khi nhìn thấy nắm đấm của Luffy. Ngoài ra thì Momonosuke sau cuộc nói chuyện với Luffy và biết được nếu như không còn cách nào khác thì Luffy sẽ đấm nát đảo Onigashima cùng với Kaido. Cho nên bây giờ tình huống đang rất cấp bách mà cậu ta đang cố gắng gấp rút tạo ra những đám mây hỏa vân để nâng đỡ được hòn đảo. Không là Luffy đấm một cái thì đồi thông hàng nghìn mộ luôn. Trong chương 1047, Orochi được giải thoát từ ảnh hưởng của đinh đá biển. Mặc dù đã bị bỏng nặng nhưng hắn ta vẫn có thể biến hình thành dạng rắn. Điều kỳ lạ ở Orochi là hiện tại hắn chỉ còn có một cái đầu, trong khi thường thì hình dạng Yamata no Orochi có rất nhiều đầu. Điều này cho thấy việc Orochi bị chặt đầu đi thực sự đã làm tiêu hao đến sức mạnh của hắn ta. Và thật may mắn, Denjiro xông ra giải cứu và chặt đứt cái đầu của tên Orochi xấu xa này. Vậy là tên Shogun bù nhìn Orochi chính thức bị tiêu diệt và Denjiro hoàn thành sứ mạng của mình sau 20 năm làm tay sai cho hắn ta. Đến đây thì những thông tin dò dỉ đã hết, thật là ngắn ngủi và chúng ta sẽ lại phải chờ đợi. Nếu có thông tin gì mới mình sẽ cập nhật sớm nhất cho các bạn nhé. Ngoài ra thì chúng ta có một số câu hỏi, hãy cùng mình giải đáp và thảo luận. Câu hỏi đầu tiên của bạn Hữu Tín Dương, sức mạnh của Rufi hiện tại có thể đã ngang kèo với Kaido. Vậy cho em hỏi Rufi hiện tại có mạnh hơn cha mình Dragon không ạ? Sức mạnh của Dragon hiện tại vẫn còn là một bí ẩn cực kỳ lớn. Oda không hề hé lộ một chút thông tin nào cả, nên chuyện so sánh sức mạnh của Rufi hiện giờ với một nhân vật như Dragon thì thật là mơ hồ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Best Bright. AR theo ad thì Haki vũ trang cao cấp có kết hợp với bộc phá khí và đòn đánh được không? Haki bá vương cao cấp. Theo lý thuyết thì kết hợp được, còn thực hành thì phải là một người thành tạo cả hai loại Haki cao cấp này thì mới vận dụng nó vào một đòn đánh được. Như bạn có thể thấy rằng Luffy và Kaido bém nhau và nắm đấm siêu to khổng lồ của Luffy trong chap 1047 rất có thể đang kết hợp hai loại Haki cao cấp này với nhau. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hào Dương. Hai anh, em có hai câu hỏi mong anh giải đáp. Theo anh giữa Iceberg và Frankie ai đóng tàu giỏi hơn? Theo anh hiện tại thì Iceberg có kinh nghiệm và đóng tàu giỏi hơn Frankie. Frankie thì bây giờ chế tạo máy móc cũng như cải tiến công nghệ theo kỹ thuật của nhà bác học đại tài Vegapunk rồi. Thứ hai, Zoro và Sanji có ăn được Lo về Kid không vậy? Zoro và Sanji khi so sánh với Lo và Kid thì cũng rất khó để mà đem lên bàn cân. Theo anh thì Lo và Kid vừa thức tỉnh sức mạnh trái ác quỷ, rất khó có thể đối đầu được với hai người họ. Sức mạnh vừa được búp của Zoro là Haki Bảo Vương cao cấp cũng như thanh Diêm Vương kiếm Enma. Sanji thì mới thức tỉnh được Ma Gen và có sức mạnh chiến đấu dẻo dai. Kid và Lo thức tỉnh trái ác quỷ kết hợp với nhau đả bại được Big Mom cơ. Kèo này thì các bạn cho mình ý kiến nhé. Còn mình thì một vé cho Kid và Lo. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Hoàng. Sao Shark không dùng Haki để không bị mất tay? Chắc là do Shanks quên bật Haki. Nhiều người cũng thắc mắc là tại sao Shanks mạnh như vậy lại bị cắm mất cánh tay. Một số ý kiến khác lại đưa ra Shanks chấp nhận hy sinh cánh tay để cho Luffy có động lực. Bạn đồng ý với ý kiến nào hơn? Câu hỏi tiếp theo của bạn SCB3812. Câu thứ nhất, thường thì các trái Logia không thể bọc Haki vũ trang khi sử dụng, nhưng với loại vũ khí thuộc hệ Logia như Ice Blade của Aokiji hay Tabirajuki của Monet thì có bọc được Haki vũ trang không? Thứ hai, ad nghĩ đâu là trái ác quỷ phù hợp nhất để khắc chế Magu no Mi của Akainu ngoài trái Nika? Ngoài ra thì bạn có một câu hỏi thứ ba nhưng mình không biết nên mình không trả lời. Câu thứ nhất, nghe cũng hợp lý nhưng trong One Piece thì mới chỉ có khái niệm kiếm hay tay bọc được Haki vũ trang mà thôi. Nó như lớp áo giáp ảo với tác dụng bảo vệ khi va chạm. Còn bọc được vào những vũ khí tạo ra từ khả năng trái ác quỷ thì hơi ma đạo quá, cho nên là không có nhé. Thứ hai, trái mà khắc chế được trái Magu của Akainu thì còn ai vào đây nữa? Yami của Dâu Đen. Câu hỏi cuối cùng của bạn Khoa Trần. Chào mát, cho mình hỏi vài câu. Thứ nhất, Yamato gia nhập bằng mũ rơm, vậy có thêm bộ ba hoa hậu không? Thứ hai, Blue Gem kẻ đánh bại Ace, Sabo, Rufi giờ xuất hiện lại thì có thắng như xưa không? Thứ ba, hồi True Love Park, Kuma gặp băng mũ rơm sung sức và có Rufi thì có thắng nổi không? Thứ tư, lúc Ace tới Onigashima có đủ Kaido, Osta, Tobiropo thì Ace có thắng hay không, hay bị một chùy và tống vào ngục? Thứ nhất, Yamato gia nhập băng mũ rơm thì sẽ thành bộ tử quái vật, còn bộ ba hoa hậu thì mình không rõ. Thứ hai, Blue Gem không đủ tuổi đánh bại được Sabo và Rufi bây giờ. Thứ ba, Kuma có tuyệt chiêu đánh bại đối phương đi, làm sao mà nhóm Rufi thắng được? Độ đàn hồi từ tay gấu cũng đã chặn được rất nhiều đòn từ nhóm mũ rơm rồi. Thứ tư, Ace tới Onigashima mà gặp Kaido thì cũng bị tống vào ngục như Luffy mà thôi. May là lúc tới không có ai, có mỗi Yamato trong nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ý kiến của các bạn về video này như thế nào? Hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.